thiết kế tay cầm, bánh xe di chuyển linh hoạt, rất là thuận tiện. Dòng máy này thì cũng sử dụng motor 2.2 dây đồng. Tuy nhiên thì lần này làm nó cải tiến hơn, miệng nạp nguyên liệu cũng rộng hơn, 16 cm, cửa trong của nó khoảng 15 cm cả hai cửa. Và điều đặc biệt nữa là cái này giúp cho năng suất cải tiến hơn này, cải thiện hơn. Nó thiết kế 4 lưỡi dao, 2 dao thái khúc, 2 dao thái lát, bản to hơn. Bảy cm.